Chút miệng của Phượng rồi nói thì có ai tin đâu, nhưng dám chắc Duy Nguyện sau đây khán giả sẽ tin, vì đây là do chính chủ kể lại. Cụ thể như thế nào xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây Bản tin Online vừa tìm được một đoạn trò chuyện của Hồng Loan và Hồng Ni có chia sẻ lại một vài câu chuyện đã xảy ra tại bệnh viện vào thời gian những ngày cuối đời của cố nghệ sĩ. Trong đó tiết lộ hai vấn đề, một vấn đề là di nguyện của ông và một vấn đề khác là câu chuyện bùa ngải của ai thì quý vị cũng có thể đoán được đúng không ạ? Không ai khác, chuyện bùa ngải chính là do bà Sáu Bào gây ra. Đầu tiên, mời quý vị nghe qua đoạn kể lại di nguyện của cố nghệ sĩ, sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích. Trước là cái nhà tường đường là bà Sáu bà bán một lần rồi, được. Đúng không? Cho nên là bán thì em biết rồi là bà ký là bà kêu cậu nào chú Năm ông đang tập thể dục. Được. Thì bà kêu bà ký là nói là sửa nhà, được. Nhưng mà trong cái tờ ký đó ông không có đọc. Là ai ngờ là ủy quyền là lên đường luôn, ủy quyền ra sửa nhà đó, ủy quyền bán luôn đó, kiểu trong cái nội dung á. Thì ông mới sợ, sau khi ông bắt ra là ông sợ, ông giặt con Loan đừng có bán cái gì hết, đừng có ghi là ai bán nhà đó, hiểu không? Giữ lại. Thì con Loan nó nói là lúc này là ba chỉ cần khỏe thôi chứ con không có muốn gì hết. Mẹ mẹ nói cái gì vậy? Tới giờ vô thăm á là đi vô cái ba giật tay lại, ba giật tay em lại, ba nói là con không được bán đất, cái nhà là đấy để ba rồi, cái tiệm của ba là được đấy, còn miếng đất thôi. Nói là cái gì hồi trước á sống mà ba đòi bán hoài rồi để cho con trai nọ đó, nhưng mà cái vô bệnh viện cái ba dặn là không được bán đất. Cái mà rồi cái mới cái chị Nga vô, tại lúc đó ba cầm ngậm cái ống trong cái miệng á, nó không có rõ không có hiểu. Cái chị Nga vô rồi xong rồi em đi ra thì mà hỏi chị Nga, ủa ba nói gì á, nó là không được bán đất, con không được bán đất. Nhưng mà rồi đừng có rồi cái xong rồi cái lát hồi mới đi vô, lát hồi em mới đi vô là em nói ba nó hồi nãy ba dặn chị Nga nói với con là con không được bán đất phải không, cái ba gật đầu. Chứ ba nói cái em mới nói là chờ thôi ba, con đâu có đồ ba bán hay gì đâu, bây giờ ba lo bệnh của ba đi, ba khỏe là con vui rồi. Thưa quý vị, rõ ràng cố nghệ sĩ không hề cho bán nhà. Đây là vấn đề xưa giờ chúng ta đã biết và hẳn bà Sáu cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Câu chuyện bà Sáu đã lừa cố nghệ sĩ ký giấy bán nhà của anh Tư, cha của Thành Mỹ, đã là một minh chứng. Nhà từ đường không cần nói thì cũng phải tự hiểu là không được bán. Anh Tư mất thì vẫn còn anh Năm. Anh Năm sống sờ sờ như vậy mà bà Sáu còn dám làm những chuyện như thế. Thì khi anh Năm mất, lúc đấy làm sao mà lường trước được các hành vi thối tha của bà ta. Nên cố nghệ sĩ phải cố dặn dò Hồng Loan phải giữ cho được căn nhà và dặn dò đừng bán đất. Cố nghệ sĩ ngầm báo cho Hồng Loan hãy cẩn thận bà Sáu Bào. Vì có con thú đỏ đen trong người nên bà ta sẽ làm bất chấp mọi thứ. Là nghệ sĩ, em của một ông hoàng cải lương, thời còn đi hát lương bổng cát xê cũng không phải ít. Nhưng giờ 60 tuổi đầu, không có nổi một căn nhà thì cũng đủ hiểu. Nghe lời cha, Hồng Loan đã nhanh chóng chuyển đổi quyền sở hữu. Hồng Loan đã nhờ văn phòng công chứng xác nhận hồ sơ cho mình để tránh tình huống bà Sáu làm càn. Đối với vấn đề lô đất ở Thủ Đức đã căn dặn không cho Hồng Loan bán. Có thể vì sợ bà Sáu sẽ kiếm chuyện cướp tiền của con gái mình. Nhưng sau này, vì bà Sáu và Phượng Rùi cứ cố chấp, không chịu cho Hồng Loan toàn quyền sở hữu tài sản của cha mình để lại, cứ đòi đồng sở hữu, nên Hồng Loan đành phải chia sẻ một phần tài sản để cho bà ta nguôi ngoai. Nên Hồng Loan từng nói rằng khi nào bán được đất sẽ chia đều cho mọi người, mua nhà cho mẹ con họ. Nhưng cũng có thể là vì mẹ con bà Sáu Bào và Phượng Rùi đã sử dụng đoạn video cố nghệ sĩ từng nói cái câu tương tự để làm khó Hồng Loan. Bởi thời điểm trước khi chị Ni xuất hiện thì Hồng Loan thân cô thế cô phải một mình chống đỡ mọi sự chèn ép từ phía mẹ con Phượng Rùi. Rất có thể Hồng Loan nghĩ rằng video đó có tính pháp lý nên đã bị mẹ con Phượng Rùi hù dọa. Hồng Loan sợ bị đi tù nên phải làm theo. May mắn là mảnh đất đó tới thời điểm hiện tại vẫn không bán được nên còn giữ được cho đến tận bây giờ. Và giờ Phượng Rùi nghe vậy có ngộ ra một điều gì không? Đó là cái di nguyện Phượng Rùi nhờ mẹ mình mang vào đơn kiện tranh chấp. Có nói tới việc cậu bán được đất, cậu sẽ mua xe ô tô cho, cậu sẽ cho thêm tiền làm vốn gì đó. Thấy sà lơ cho Phượng Rùi, cậu nói vui vẻ trong buổi nhậu vậy thôi, mà con nhỏ cháu gái nó tham quá, nó tưởng thiệt. Buồn thiệt chứ, đất thì đất có bán được đâu, giờ đòi thì đòi ai bây giờ? Muốn đòi thì lên cơ quan chức năng mà đòi.
Qua cái di nguyện của cố nghệ sĩ thì cũng có thể thấy rằng cậu đã nhìn thấu được bộ mặt của hai mẹ con các người từ lâu rồi. Hãy nhớ tới chuyện cậu không cho vào hộ khẩu dù đã ở tận 2 năm trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm thì cũng đủ hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi hen. Số tiền cậu từng bỏ ra để lo nợ nần cho mẹ của Phượng Rùi và số tiền cậu đã bỏ ra làm live show cho Phượng Rùi, đó là phần thưởng thay thế di chúc sau này rồi đó. Tham ăn cách mấy, khi bao tử căng tròn cũng phải dừng lại. Còn đằng này, bao tử không đáy à? Ăn hoài không biết no sao, tham quá nó nổ bao tử chết đó nha. Giờ ra tòa, rống cái họng lên đòi 3 tỷ đi, thẩm phán cho một búa là ngã ngửa liền. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về bùa ngải. Xin mời quý vị nghe tiếp một đoạn nữa để hiểu được tình huống vô tri của bà Sáu Bào tại bệnh viện. Nó chở tao đâu biết làm bả vụ đó đâu, thôi mày nói bà Sáu đi, tao không biết vụ này. Cái gọi em ngu, có hiện bà Sáu chứ gì này nọ co đàng hoàng chứ tao không biết đâu nha. Đúng là rắn bùa đấy phải không? Dán vô cũng như là làm hết cho xuống cho hết bệnh gì này kia gì đó mà không biết cái đó là cái gì nữa. Rồi xong rồi qua ngày sau là bạn lên là bạn nghe bà Nga nói liền. Nói hồi thấy gì dán rồi làm này làm kia gì đó rồi cái chị chờ chị hỏi là cái gì, hỏi cái gì mà bà Sáu bảo bà không nói. Xong rồi bà lên rồi bà chạy, chạy rồi xong cái đó em hỏi cái cậu. Rồi em kiếm cớ em hỏi ủa cậu, hôm qua làm giá cái gì lên cổ của ba rồi đâu, tôi tao coi coi để tao làm lại lần nữa coi rồi hả, cô bà có hết không? Em nói là bà đốt mình. Thưa quý vị, nghe qua đoạn vừa rồi, sau đó liên hệ tới câu chuyện Phượng Rùi và hai đồng bọn đi từ Cần Giờ cho đến Tây Ninh, lúc thì đòi trục vong cậu, lúc thì đòi chơi ngải Phương Lê. Lúc đầu nghe qua cũng bán tín bán nghi, nhưng giờ nghe thêm câu chuyện này thì khỏi phải nghi ngờ nữa. Những thông tin liên quan mà phía Hồng Loan đã cung cấp hoàn toàn là sự thật. Nghi ngờ là nghi ngờ mẹ con Phượng Rùi kia kìa, quá thâm độc và tàn nhẫn. Chỉ vì cái di chúc trong tưởng tượng mà hai mẹ con này đã đầy đọa thân xác của cha người ta trong những giây phút cuối đời. Rồi sau này cha người ta mất, lại tiếp tục dán bùa dán ngải lên bàn thờ của cha người ta. Bị đuổi ra khỏi nhà thì đi lên mộ dùng nước hoa để yểm bùa yểm chú các kiểu. Sau khi thất bại toàn tập thì tiếp tục đâm đơn kiện Hồng Loan. Kiện hoài kiện mãi không biết mệt. Chắc nghĩ rằng qua tuổi 60 rồi, bà Sáu kiện sẽ được miễn phí, cho nên bà Sáu quyết định sẽ dùng khoảng thời gian còn lại kiện Hồng Loan suốt cho mà xem. Con gái hưởng tài sản của cha mình để lại mà cũng không thể nào sống yên ổn với bà cô Sáu. Cái này là thừa kế theo đúng pháp luật quy định mà hai mẹ con Phượng Rùi lại nỡ dùng từ dành để nói Hồng Loan. Nhưng xin lỗi, cái người dành ở đây chính là mẹ con các người đấy. Sơ hở là nói, đây là tài sản của anh cô Sáu chú Bảy nên cô Sáu có quyền. Sáu dốt luật thì Sáu nên nghe tụi nhỏ nói cho Sáu khôn ra nha. Sáu chỉ có quyền thừa kế khi anh năm của cô Sáu không có con hợp pháp thôi. Còn đằng này, Hồng Loan là con hợp pháp trên pháp luật của anh năm cô Sáu. Xin nhắc lại, Hồng Loan là con hợp pháp của anh năm Vũ Linh, anh của cô Sáu đó. Nhắc lại lần nữa, Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan, là người có quyền thừa kế thứ nhất, cao nhất và duy nhất. Còn cô Sáu Bào Võ Thị Từ Đường thì nhanh chóng quay trở lại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, gom hết đồ đạc của mình và con gái mình, cút ngay ra khỏi nhà của người ta. Mấy cái dòng chơi bùa chơi ngải như vậy, ai mà dám sống chung? Vừa rồi là chúng ta đề cập đến vấn đề của Phượng Rùi và bà Sáu. Ở đây, trong hai đoạn hội thoại vừa rồi, thấp thoáng một bóng dáng đẹp xinh trong ngoặc kép, một hàm răng hô lấp ló đâu đó đúng không quý vị? Đó chính là Nga Hô. Nga Hô là người đã nghe và chứng kiến khá nhiều điều trong câu chuyện này. Nhưng khi đứng trên mộ hay là đứng trước dư luận thì Kim Hô rất kín miệng, dù cho hàm răng của cô ta khiến miệng của cô ta không thể nào mà khép kín được. Nhưng Kim Hô vẫn cố chấp im lặng, ngậm chặt họng, chọn đứng về phía của bà Sáu và Phượng Rùi. Đó là lý do vì sao tại mộ hôm ngày 20 tây tháng 5 vừa qua, Hồng Loan đã nghẹn ngào nói rằng: "Em tin mỗi chị Nga mà chị Nga lại quay lưng với em." Câu nói này Kim Hô nghe mà không đau lòng sao? Không đau lòng với Hồng Loan cũng được, nhưng cũng phải thẹn lòng với cậu Năm chứ hả? Làm ra những chuyện như vậy mà còn dám lập bàn thờ chi nhánh thờ cậu Năm. Cậu Năm mà không nghĩ về công sức 13 năm làm ô xin không công cho cậu là cậu về cậu bẻ cổ rồi đó nha.
Kim Hồ à, nghe được cái đoạn trò chuyện vừa rồi thì coi xin lỗi và giải thể cái bàn thờ chi nhánh đó đi. Đừng lợi dụng danh tiếng của cậu hoài như vậy. Cái lũ cần cần suốt ngày tới xin keo xin lọc là mấy trò kịch cỡm, ai mà chứng cho. Tổ nghiệp mà chúng nó còn đem vô ba quẩy mà, thì nói chi là hương hồn của cố nghệ sĩ. Theo dõi drama này thì càng ngày càng lòi ra thêm các điều xấu xa đê tiện. Bọn cần cần giờ hóa cần cần thiệt rồi, có còn biết nhục gì nữa đâu. Hiện tại đêm diễn huyền thoại của cái lũ cần cần này sắp diễn ra, và câu chuyện bùa ngải vừa rồi của bà Sáu lại nổi lên. Tối nay những ai mua vé đi xem tiết mục của các thánh tâm linh, bà Bảy thánh huyết ngải, bà Sáu thánh bùa ngải tổng hợp, Phượng Rùi thánh trục vong trục hồn, xem các vị thánh này biểu diễn thì không biết khán giả ngồi ở dưới có yên tâm mà thưởng thức được hay không. Ăn uống cẩn thận xíu nhé khán giả tối nay ơi. Với lại xem thì không được chê nha, chê coi chừng bị ngải quật đó. Nói đùa xíu cho vui thôi, nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành phải không cả nhà.